Xin chào bà con nhé. Hôm nay mình chạy cái thác vận hành cái hệ thống lọc của cái hồ cá koi mini, cũng như là lắp xong cái lu nước phong thủy, cũng như là cái vách nước. Đấy, mình đang cho test chạy thử đấy các bạn, nhưng mà thấy cơ bản cũng rất là ok đấy các bạn. Hồ cá thì mình đã sơn lanh cốt chiều hôm qua nó đen, mọi thứ nó khô cắn các thứ. Hôm nay có thể thả cá được rồi các bạn. Đó. Trong hồ nước chảy rất là mạnh các bạn. Đó, các bạn thấy xoáy rất là mạnh. Trên vách chảy.